Chúa ở cùng anh chị em, và ở cùng Cha. Bài trích Phúc âm theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Phần thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu mến chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Người Pha-ri-siêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe những điều ấy thì cười nhạo Chúa Giêsu. Người bảo họ: Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông. Bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em, sau dụ ngôn về người quản lý bất trung mà chúng ta được nghe trong thánh lễ ngày hôm qua, hôm nay Chúa Giêsu dạy về cách sử dụng tiền của. Ngài nói: Phần thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu. Một điều chúng ta cần nói ngay, cụm từ tiền của bất chính. Ở đây chúng ta có thể hiểu theo hai cách. Thứ nhất là tiền của chúng ta thu được, thủ đắc được từ sự bất chính, chẳng hạn như những sự bất công, tham lam hay là tham nhũng, vân vân. Cách hiểu thứ hai, tiền của mà chúng ta đang có, nó dễ làm cho chúng ta trở nên bất chính. Đó là những khi chúng ta sống cách bất công, chúng ta ích kỷ, chúng ta thiếu lòng quảng đại đối với người khác. Như vậy, thưa ông bà, anh chị em, không có tiền của bất chính mà chỉ có cách chúng ta tìm kiếm hay chúng ta sử dụng nó một cách bất chính. Hay nói một cách khác, không có tiền của xấu mà chỉ có cách chúng ta tìm kiếm hay là chúng ta sử dụng. Cái cách mà con người chúng ta làm cho nó trở nên xấu hay tốt mà thôi. Cái cách chúng ta có thể tìm kiếm xấu, đó là khi chúng ta tìm mọi cách để mà có được tiền của, dù là chính đáng hay là bất chính. Chẳng hạn như chúng ta có thể tham nhũng, có thể lường gạt, có thể lừa đảo bằng mọi thủ đoạn. Hay là bên cạnh đó là chúng ta kinh doanh thu lời bằng mọi giá, có thể bán thức ăn bẩn, tẩm ướp những loại hóa chất độc hại để đưa đến bao nhiêu bệnh tật, giết hại người khác cũng chỉ vì lợi nhuận, vân vân. Còn cách chúng ta sử dụng tiền của trở nên xấu là khi con người chúng ta bóp nghẹt đi tiếng nói của lương tâm, chối bỏ chính mình, khước từ tha nhân và chối bỏ luôn cả Thiên Chúa, chỉ vì tôn thờ tiền của như là cùng đích của cuộc đời của mình. Anh chị em và tôi có lẽ ai cũng nhớ một câu chuyện trong Phúc Âm, đó là người phú hộ giàu có, bên cạnh ông đó là anh hành khất Lazaro. Hai bức tranh tương phản với nhau. Một đèn đó là ông phú hộ hàng ngày ăn mặc toàn là gấm vóc sang trọng, rồi yến tiệc linh đình, thể hiện một cái sự giàu có của ông ta. Kinh Thánh không cho chúng ta biết ông ta giàu có từ đâu, từ sự chính đáng hay là bất chính. Nhưng Kinh Thánh chỉ cho chúng ta thấy một sự vô tâm của ông ta khi sử dụng tiền của. Và câu đó như là cùng đích của cuộc đời của mình, mà quên đi một sự chia sẻ bác ái đối với người bên cạnh của mình là anh Lazaro nghèo khó, hằng ngày ở bên cổng nhà ông và mong chờ những miếng bánh ăn thừa, ăn dư từ trên bàn tiệc của ông rơi xuống cho chó ăn, để ông, cái người ăn mày này được ăn, nhưng mà cũng không được. Thưa ông bà, anh chị em, xét cho cùng chúng ta là những người quản lý những ân huệ của Thiên Chúa, trong đó có tiền của. Mà tiền của là để mọi người được hưởng dùng chung. Nếu như chúng ta tham nhũng, lừa đảo, thu lợi bất công là chỉ muốn lấy của chung hoặc là của người khác để đem về cho riêng mình, đó là một sự ích kỷ. Mà bất cứ những cái hành động ích kỷ nào, bất cứ một sự khước từ nào của sự sẻ chia cũng là hình thức của tham nhũng, vì đó là ích kỷ. Cho nên tham nhũng đối với mỗi người chúng ta nó có thể mang những tên gọi khác nhau. Chúng ta có thể gọi đó là ích kỷ, chúng ta có thể gọi đó là vô nhân vô tâm, vì chúng ta không biết sẻ chia trong tình liên đới và cảm thông với đồng loại, mà chúng ta chỉ biết thu vén cho chính mình trong sự ích kỷ. Có một câu danh ngôn rất nổi tiếng: Tiền của là một đầy tớ tốt, nhưng nó lại là một ông chủ sâu. Chúng ta nghĩ sao khi nó là đầy tớ tốt, và khi nào nó là ông chủ sâu? Còn Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu nói không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ. Lời Chúa hôm nay thật cụ thể và sống động ở mọi thời, nhất là thời đại của chúng ta. Bởi lẽ nhiều người đã xem tiền của như là ông chủ của cuộc đời mình, để rồi sẵn sàng dùng tiền của điều khiển cuộc đời mình, và cũng vì tiền của mà đánh mất đi phẩm giá và làm mất đi cả sự nghiệp, đã bao nhiêu năm công khó xây dựng, mất đi cả mối tương quan tốt đẹp trong cuộc sống xã hội và ngay cả trong gia đình ruột thịt của mình nữa. Vì vậy, thưa ông bà, cô bác và anh chị em, Chúa Giêsu đã khẳng định rõ ràng: anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Một là Thiên Chúa, hai là tiền của. Vì một người khi tôn thờ tiền của hay vật chất nói chung thì họ sẽ gạt bỏ tiếng nói của lương tâm, và dĩ nhiên cũng gạt bỏ Thiên Chúa. Vì tiếng Chúa trong lương tâm của mỗi người chúng ta. Thế nhưng Thiên Chúa là đấng tạo hóa đã dựng nên con người cùng với muôn tạo vật trong vũ trụ mênh mông này. Ngài còn là người cha giàu tình yêu thương nhân ái, luôn quan tâm chăm sóc từng người chúng ta bằng muôn vàn ân sủng của người từ trời cao. Vì thế, chỉ mình Thiên Chúa là ông chủ duy nhất trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Ngài điều khiển và nắm giữ vận mạng của từng người. Khi có Ngài là chúng ta có tất cả. Phần còn lại, bổn phận của mỗi người chúng ta là tôn thờ, là yêu mến và vâng phục theo thánh ý Ngài trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thưa ông bà, anh chị em, lời Chúa hôm nay chính là lời cảnh tỉnh của mỗi người chúng ta trong việc sử dụng tiền của ở đời này. Ngài mời gọi chúng ta hãy trung tín trong việc sử dụng tiền của, vì tiền của cũng là những ân huệ mà Thiên Chúa ban tặng, nên chúng ta phải biết đặt nó vào đúng vị trí của nó. Đừng bao giờ để tiền của vượt qua giới hạn của nó, nhưng chúng ta hãy làm chủ nó và sử dụng nó theo đúng ý muốn của chúng ta trong cách chính đáng, hữu ích cho bản thân và cho tha nhân. Đó là sự khôn ngoan cần thiết của chúng ta trong cách sử dụng tiền của ở đời này. Đó cũng là cách dùng tiền của bất chính để mua lấy bạn bè. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng tiền của như là những phương tiện giúp chúng con sống xứng đáng với nhân phẩm của mình hơn, và cũng cho chúng con có điều kiện để thực thi lòng bác ái đối với tha nhân, những người kém may mắn hơn chúng con. Đó cũng là cách mà chúng con dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, để sau này chúng con được đón rước vào nơi ở vĩnh cửu. Amen.